Y quỷ. Chua. Chua chua. Bả. Ỷ. Ỷ chữ. Ỷ ba. Ỷ chữ. y bả ỷ zi一把椅子，椅子，椅子，家，书架，书架啊，上面，上面，上上面，上面，面，书包，下面。Đây là của Ngọc Anh. Đây là của Vũ à. Dạo này ở đây su chua. Pháng, sao chữ pháng này nhìn trông khó vậy? Su su pháng à? Sao lại su chua chứ Vũ? Con sửa lại nhá, su chua. Nhưng mà su phán cũng có mà cô su phán mà cô Có thư phòng, đúng rồi, có. Nhưng mà cô nhớ từ mới ở đây là su chua đúng không? Rồi ok, chấp nhận. Tan rần choáng. Y quỷ. Các bạn tranh thủ học chữ phồn thể. Các bạn có nhìn thấy con xe chứ? có Ừ. cô trong sách Đây. dạy là chữ giản thể, cô cũng dạy chữ giản thể mà sao bạn ấy cứ biết được là chữ phồn thể hả cô? Chúng ta phải chấp nhận sự đa dạng. À không, kiểu ý em là bạn đi học kiểu gì cô? Thế con hỏi bạn luôn đi, hỏi cô làm gì? Rõ là cô dạy chữ giản thể, tại sao học sinh lại viết được chữ phồn thể siêu thế đúng không? Thôi Vũ đọc cho cô đi, con đánh số 1, 2, 3 cô hoa hết cả mắt ra. Lần sau con viết ra vở nhá. Đọc nhanh nào. Dạ. Đọc từ câu 2 cho cô nghe nào. Phòng室里. Dậu gì? Có. Một 一张书桌。一张书桌，Đây là chữ phản chen mà.房间，他的房间里有一个衣柜和一个单人床，一张那句哈。一张单人床。床。床、衣柜，柜là thanh bốn đúng không？衣柜、对，对，对。我的房间建在地理的旁边，弟弟，地理的旁边。con nhớ viết thành câu nhá, lười quá, À, lười thật lâu lâu đấy. con vội lắm, không có thời gian đâu. Rồi, thôi cô cũng chữa vội nhá, tại vì chúng mình đều vội mà. Nào, của tờ su pháng sai lấu sang thiếu cái này trừ nhá 0,1. Của cha tờ xin pháng dự bỉ là pháng dự tạ thiếu dấu này đúng nhưng trừ 0,1 nhá. Rồi su cha tại pháng chen sang miệng đúng rồi trừ 0,1 thiếu dấu chấm. Của tờ su bao tại xa miệng. Rồi. Có thêm một cái vị trí ví dụ như tại gì đó xa, xa miệng thì tốt hơn. Bài này con không làm à?
Rồi, bây giờ chữa bài khác, chữa của Hương Giang nhé. 我家有三间卧室，我爸爸妈妈的卧室在楼上，我和弟弟的卧室都在楼下。我的卧室在弟弟卧室的旁边。我的卧室里有一张单人床，一个衣柜，一张书桌，一把椅子。和一个书架，我的电脑在书桌上面，上面，书包在书桌下面。Bài này con đọc ma mà là thanh một này con, không phải mam, của từ ba bà ma mà à, của từ ba bà ma mà 我的爸爸妈妈。đấy, của từ ba bà dùng nhá, ma Dạ. mà. 我的爸爸妈妈。Y trang双人床，không phải y trang nhá, y trang双人 sofa chẳng hạn đúng không? Ba人床. Đó. Tiếp. Ni hao. Wo jia zhou san tian bo shu. Wo ba ba ma ma. De wo shu zai lou shang. Wo he di di. De wo shu dou zai lou xia. Wo de wo shu zai di di wo shu. De Ngủ đông. ban bian. Wo de 卧室比弟弟大的。我的卧室里有一张单人床，一个衣柜，一张书桌，一把椅子和一个书架。我的电脑在书桌。上面书包在书桌。下面再见。Ở chữ上面, con đọc rõ thanh ra nhá,上面. Xa miên. Bảng biển, bảng, bảng là Pháng paper, biên. bảng bật ra nhá, bảng biển. Pháng biên. Bảng biển. Pháng biên. Su chua không phải là su chua, su chua. Su chua. Đúng rồi. Bây giờ cô phải ghi lại những cái âm của các con để sửa. Tiếp nhá, bài của Hòa. 我家有三间卧室，我爸爸妈妈的卧室在楼上，我和弟弟的卧室都在楼下，我的卧室在弟弟卧室的旁边，我的卧室比弟弟的大，我的卧室里有一张单人床。一个衣柜，一张书桌，一把椅子和一个书架。我的电脑在书桌上面，书包在书桌下面。再见。Rồi, Hòa đọc cũng khá là tốt, chỉ có卧室, con đọc卧dừng lại xong con đọc sư cho rõ thanh nhé,卧室. Ủa, sư. Đúng rồi, bảng biển, Tháng biên. tan rấn choáng. Tan rấn choáng. Đúng rồi, đừng đọc là tan nhá, mình quên mất đúng không? Tan rấn choáng. Chứ cô lấy cái sách. Rồi còn Tan không phải y cưa su chua đâu nhá, là ý cửa su chua. rấn. Ý cơ su chua. Đúng rồi. À, con nhớ tất cả các thanh khi đi với cả y thì đọc thành y tất cả đúng không? Ý cửa. Chỉ có riêng riêng thanh 4 thì mình mới đọc thành ý cửa, còn lại đều đọc là y nha. Riêng thanh 4 ý cửa su chua. Rồi, ok. À, đây là bài đọc đây. Bài đọc này của Huyền Hà Linh đây. Không chụp đầy đủ à? Con không chụp đầy đủ nhỉ? Chúng mình lấy sách ra xem nào. Có bạn nào chụp đầy đủ cho cô không? Để
Các bạn mở trang 136 ra nào. Cô ơi, cái bài này con quên chưa chụp phần trên ý cô. Không sao, chúng mình vẫn có thể xem được tại vì mình có sách. Có ai chụp đầy đủ không nhỉ? Để cô Có tìm em cô ơi. bài của Giang nhá. Thế cô lấy bài của Giang để chữa cho cả lớp nhá. Nhưng mà Giang gửi riêng à? Không, cô gửi bằng PDF với cô. Hai À, PDF. ừ rồi, ok. Đâu, cho cô một tí. Đây rồi, đây chắc là của Hương Giang. À đây, Ngọc Hằng. Ngọc Hằng có in đầy đủ không? Đây. Em có ạ. À, đây. Thôi bây giờ mình bài đọc này thì cả lớp mình cùng chép nhé. Bây giờ chúng mình cùng làm luôn nào. À, vừa nãy cô chữa bài cho bạn rồi, bây giờ có một bạn nào chưa được gọi nhỉ? À, Hà Linh đọc cho cô bài này nào. Đọc là bài Để này em là đọc của cha Chu Lấu Pháng. đi. Vâng. Của cha Chu Lấu Pháng, của cha hẳn xảo, của mấy yếu tư chỉ tập phán chen, của si vọng yếu tư chỉ tập phán chen, phán chen lý yếu tráng, sa pha, Y quệ. y quê, su chua, hứa ý tư, phán chen ngoài miệng yếu yáng thái, của si vọng, của khởi ý, cha,我阳可澄以讲，物。我可以养宠物，比如养一只狗。我养希养养。养一只狗。我希望我家旁边的商场和电影院这样，朋友来我家的时候，我们可以在房间里玩游戏、看书、做作业，可以跟小狗一起玩，也可以去逛商场，去电影院看电影。Có nhiều từ mới nhỉ. Bài này hơi khó đọc cô ơi. Bài này Hà Linh đọc thấy là tốt rồi. Có một số từ mới là si vọng. Cả lớp mình ghi chữ si vọng vào nghĩa là hy vọng này. Sang trả nghĩa là gì? Sang trả ở Sân đây gọi thượng là hay là gì ạ? Hay là sang trả quảng các bạn trường? trung tâm mua sắm. Vâng. Các con dịch là trung tâm mua sắm bởi vì nó ở trong đấy nó còn rất là nhiều gian hàng. Nó lớn hơn cả siêu thị cơ. Bình thường siêu thị thì nhỏ nhỏ, nhưng mà ở đây nó còn là trung tâm mua sắm cơ. Ví dụ như là Big C ấy nhá. Chơi yàng là thế này. Quảng Quảng là đi, gọi là quảng sang trảng ấy. Gọi là đi mua sắm. Nhưng mà các con hình dung là mình cứ đến các cửa hàng xong rồi mình ngắm nghía, không thích thì đi ra, còn thích thì lại thử đồ, xong rồi thích thì mua, còn không thích thì thôi, thì gọi là quảng sang trảng nhá. Chuyện điện ảnh viện, khán điện ảnh. Bài này Bảo Ngân dịch cho cô được không? Bài này Bảo Ngân dịch cho cô được không? Thôi Bảo Ngân dịch một nửa. Bảo Ngân dịch một nửa nhá. Nào, Ngân dịch cho cô đoạn đầu nào. Của cha chủ lấu pháng. Hay là cả lớp đọc Cô theo cô xe trước. Nhưng mà cô chưa xe à? Xin dạ lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. vâng Xin lỗi quý vị nha. Thế mà không bảo cô. Cô tưởng cô xe rồi chứ nhỉ? Được chưa? Nào cả lớp đọc theo dạ cô nhá. Của cha chủ lấu pháng. của Của cha cha chủ chủ lấu lấu pháng. pháng. Chu lấu Của cha khấn xảo. pháng. Của Của cha cha hẳn hắn xảo. xảo. Của cha hẳn Của xảo. cha hẳn xảo. Ủa mấy dầu tự chỉ tờ phán chiên. Của Ủa mấy mấy giờ dầu tự mấy dầu chỉ tập chiên phán chỉ tờ chiên. phán chiên. Ủa xi hoàng dầu tự chỉ tờ phán chiên. Của Ủa xi xi quan hoàng dầu 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 tự tư chỉ chỉ tờ tập phán chiên. phán Chỉ tờ phán chiên. chiên.
Phòng trên lý dầu thoáng. Hiểu thoáng. Phòng trên Phòng lý trên dầu lý dầu thoáng. thoáng. Trên lý dầu thoáng. Thoáng. Sofa, y quỷ, su chua, hứa ỷ dự. Ừ. Sofa, Sa y sofa, quay. y Y quỷ, quay. su Thua chua, hứa ỷ sự. hứa ỷ Hứa dự. ỷ sự. Sofa. Sa Sofa, pha. sofa. Rồi. Ha. Phòng trên ngoài miệng有阳台. Phòng Phòng trên trên ngoài ngoài miệng miệng biểu ngoài dạng miệng thái.有阳台. 搞阳台。我希望我可以养宠物。养宠我物。我希希望望我我可可以以养养宠宠物。物。养宠物。养宠养宠物。物。比如养一只狗。比如比如养一养只一只狗。狗，我希望我家旁边有商场和电影院。希望我我家希房望子我旁家边有商有场商场和和电影院。商场和电影院。商商场和场电影和院。电影院。Tôi hy vọng là bên cạnh nhà tôi thì có trung tâm thương mại và có rạp chiếu phim. Chơi样, 朋友来我家的时候.这样，朋友朋友来我来我家的时家候，的时候，我们可以在房间里，对不起，我们可以在房间里玩游戏。我们可以在房在房间间里里玩游戏，看书做作业，看看书书做作做作业。业，可以跟小狗一起玩，可可以以跟跟小小狗狗一一起起玩，玩儿，也可以去逛商场，也可可以以去去逛逛商商场，场。去电影院看电影，去去电电影影院看看电影。bây giờ Ngân dịch một nửa nhá, xong rồi Giang dịch một nửa cho cô. Đến y chữ cầu này, Ngân dịch nhanh nào. 我家住楼房，nhà tôi ở nhà tôi ở Nhà cao tầng ấy. nhà cao tầng. Nhà tôi rất nhỏ và tôi không có phòng riêng. Tôi ước có một cái phòng riêng và phòng phòng có giường, sofa, kệ sách, bàn và ghế. Phòng ở ngoài, bên ngoài phòng thì có ban công. Tôi mong là tôi có thể cái này là tôi có thể làm gì ạ cô? Dáng chủng u, bài này là ở trong quyển 1 mình học rồi đấy. Dáng chủng u, ví dụ dạng y chữ cầu. Quên rồi đúng không? Có ai nhớ chữ này không? Dịch cho cô. U là nuôi động vật, nuôi thú Rồi. cưng. Đúng rồi. Ừ. Tôi ước tôi có thể nuôi thú cưng. Ví dụ như là nuôi một con chó. Đúng rồi, ok. Hương Giang dịch tiếp nhỉ? Ngân dịch chính Tôi xác rồi. ước bên cạnh nhà tôi có trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim. Bằng cách này thì bạn tôi đến nhà tôi, mỗi lần bạn tôi đến nhà tôi thì chúng tôi có thể ở trong phòng chơi điện tử, đọc sách, làm bài tập về nhà, có thể cùng chó nhỏ cùng chơi, cũng có thể đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đi tập chiếu phim để xem phim. Ừ, đúng rồi, dịch rất là tốt. Chơi nha, như vậy đúng không? Mấy cả朋友来我家的时候, thì con dịch khá là thoát ra nha.
nếu mà mỗi lần đến đi thì thực ra mình có thể dịch là mấy sư thằng nhau lái của cha từ sứ hậu thì phải thêm mấy ý sư nữa nhá. Mấy ý sư đó mình biết rồi đúng không? Mấy thiên, mấy ý sự. Còn ở đây là khi bạn tôi đến thôi. Khi bạn đến nhà chơi thì chúng tôi có thể đó nhá. Rồi bây giờ Vũ chữa bài nào. Vũ chữa bài đúng sai cho cô nào. Dạ. Rồi bạn làm đúng hay không ấy, chữa cho bạn nào. Tha xi wang hiểu sư chỉ tờ phán chiên đấy, con đọc xong rồi con nói đúng hay là sai, tại sao? Tôi. Tại sao thì con bảo là ở trên này có. Dậu à? Dậu ra cửa khu là. Cái gì? Nghĩa là có câu đó. Nhiều nên cứ truy sửa. Không, thì con phải nói chỉ ra câu đấy là chỗ nào. Ví dụ nhá, con làm mẫu. Thay si hoa nhiều tư chỉ từ pháng chen. Tuệ, yên quê cho lý xỉa. Của mấy nhiều tư chỉ từ pháng chen. Bạn ấy không có căn phòng riêng của mình, cho nên bạn ấy ước có một căn phòng riêng. Nhá, là tiếp câu 2. Tuệ sư chuộng. Câu 2, đúng hay sai nhanh nào. Sure là Vì sao mà? Vì sao? ta xiang yang yi zhi kou. À tuệ tha xiang yang yi zhi gou. Yang yi zhi gou nha, là tiếp. Tiếp con dịch con làm đến câu 5 mà, nhanh cho cô nào. Ta de fang jian wo zuo le ta de fang ta xiang wai ta de fang jian wai mian yao yao yang tai. Đúng rồi. Tiếp. Tui de. Này đúng hay không? Sai đi, hay đúng? Tôi tờ. Rồi, ok, cô cảm ơn Vũ. Bài này thì Hòa nào. Vâng ạ. Hòa chữa bài này cho bạn nào. Con nương cô là tha chiên trai chu sử mo dòng tỏ thắng chiên Thắng chiên mà. thắng sự. Tuệ. Tha xiên trai chu cha trai chu lâu phóng. Tha xiên giai chủ lầu phảng. Vâng. Đúng rồi, tha xiên giai chủ lầu phảng tuệ là. Tiếp theo là à, từ này em đọc cái gì em không quên. Tha xi wang. Tha si wang. Tha si wang. Tha si Nên wang tha rồi. tợ phán chiên lý dậu sứ mò. Tha si wang tha tợ phán chiên lý dậu. Dậu choáng sa phơ. Choáng sao phong. Cái này sofa y quầy chu Y chua quá. khởi ý sự. Chu chua có ý chữ. Đúng rồi. Tha Si si hoa. quang. Tha khởi chai. Nó lý Nó chua. lì. Nó lý chua chơi vậy. Tha si wang tha khởi ý chai phóng chiên chua chua ye. Câu tuê là tuê bà. Có cái chữ y, sofa này, nét này là nét phẩy bình thường không phải nét cong lên như này này. Chắc là Giang viết nhanh quá đúng không? Không kiểm soát.
Rồi tiếp theo nào. Hằng chữa bài này cho bạn nào. Của chia tập phán chữ khẩn ta dễ khẩn khung Su khung phụ, phu su phụ. sư phụ của cha dậu khởi khởi chín sàn trên của sư ý cơ chú phán tổng đúng rồi con. À, san chen, san chen á. Rồi, tiếp tục. Của cha tự khởi tin để dậu y trắng Y san trang, đốn y san trang. y trang san đốn xả pha Sa pha. y trang sa pha y chang tiên sư quậy y chang Tiếng gì à? trá chi ý cưa khung thẻo của chen tợ chú phán lý dạo tiên khu ở Lũ. xem tiên lú xem quay chỉ Y chi. xem à Xỉ y chi. chỉ y chi sợi sợi sen tinh Kinh. sen tinh sen khảo khảo sen Cái này cô sửa một lần nữa là nét phẩy này ra nhá. Cái này chấm nét phẩy ở đây nhá. của tợ phán chiên lý dở y chang tàn rấn choáng y chang su chùa y bả khẩn y chữ y cưa su cha khởi y cưa tiền nào đúng không Y trang tan rấn choáng, y trang su chua. À, ok. Phần này tự làm đúng không? Cái này vẫn viết ra vở. Rồi Bảo Ngân chữa bài cho bạn nào. À đến Hà Linh, sau đến Bảo Ngân. Nào. Đọc cho cô nghe nào. gia chu biệt thự, của gia tờ phòng tử, chuyện đa tờ, Thỉnh chứ con. thỉnh có bị nhắm từ này, thỉnh đa tờ, có san chiên卧室, của gia có 2层, lầu sang có 2间卧室，一个卫生间和一个阳台。楼下有一个客厅，一个厨房。这是一个，一间，宝弟，宝弟。一间浴室和一间卧室。啊，对对，有chỗ này thiếu một nét phẩy này, giang này. Ừ.我家的客厅不太。不不大大也也不不小，小。不大也不小。客厅外面没有阳台。我家的厨房最大。厨房里有冰箱，有一个有一个冰箱，冰箱，有一个冰箱，一个洗衣机，一个电炉。和一个烤箱，烤箱，和一个烤箱，我有自己的房间，我的房间里有一张单人床，一张书桌，一把椅子，一个书架和一个电脑。Đúng rồi, đúng không? Chỉ có bộ hỏa là Giang biết bị sai nét thôi, còn lại đúng hết rồi. Câu 16 nào, Hà Linh xong rồi. À, Bảo Ngân nào. Một là của mình từ卫sinh trên tại lầu xa từ có卫sinh trên và lầu xa câu này vẫn đúng rồi ạ. Hai là hai từ phản sự ngoài miền dạo chưa phụ hứa hoa
Bạn đúng rồi ạ. Ừ. Câu 3 là lấu pháng cha men chứ cho khổ. Lấu pháng cha men chứ. Câu này Đấu bạn pháng đúng chưa không? khu có rồi. À. Câu này bạn đúng ạ. Rồi câu thứ Ủa tư tờ là tiên nào bị tha tờ xin. Nhưng mà xin này thì không có cái dấu phẩy này đúng không nhỉ? dạ. Cái đây này là nét chấm này, không phải nét phẩy này ra. Còn bài 77 nữa. Giang viết kinh khủng nhỉ. Vũ đọc bài này cho cô nào. Đến đến Vũ chữa bài cho bạn. Vũ nhanh nào cô, con nào không sắp hết giờ rồi. Con nói loa bé quá cô không nghe được, con nói to lên. Con đọc ở đây. Đây, bây giờ Bữa cô mới cha nghe thấy. chú trai trên tay chú bía su dạo liền sớm trai lấu xa dạo dì cơ chú phán dì cơ cơ thinh dì trên vua sư dì cơ vây sân chiên cửa dì cơ ủy sư Ỷ chen ủy sự. dì trên duy sư chú phán lý dạo dì cơ bình xăng ỷ cơ tiên lu tiên lũ ỷ cơ xì y chi hứa ỷ cơ hứa ỷ ỷ cơ cả xăng我们的歌厅里有里面有一张三人沙发，说一个空调，一张炸鸡，一个咖一啡，张一张，一张咖啡桌，还有鱼，还有一张电视柜，还有一张电视柜。炸鸡上，在沙发的前面，电视柜有，柜上面是一张画画，画和一个电视空调，在沙发的旁边。旁边，旁边，我爸妈的卧室在客厅右边。那个房间里有一张双人床，衣柜在床的旁边。我爸妈的旁边还有一棵大书架，书架上有很多本书，本书，本书là đúng rồi con.本书。在楼上。有我姐姐和我的卧室，她啊，的她。con dừng lại, con dừng lại. Tại lầu sang yếu wo jie jie he wo de wo shi. 在楼下有我姐姐和我的卧室，姐姐，她姐姐，她的旁边房间有。比我的大和的漂亮，可漂亮了，rồi，可漂亮。有一张单人床，一张书桌，一书桌。个衣柜等。
等，我的房间里有一张双人床，因为我朋友有一半搬来我家玩和睡觉。一张书桌，一把椅子，一个书夹，书架。书架和一个电脑。我们家每间卧室都有空调。我们的客厅和房子还有阳台和花园，我姐姐的卧室外面有一个大，是一个大阳台。我们的花园都在房子的前面和后面。在花园里有很多漂亮的花。我们的别墅不算大，但是晒房子的时候，我觉得很舒服。Wow. Nào, các camera ở lớp mình xem bạn có lỗi nào không nào? Camera của lớp mình. Đầu tiên Vũ nhận xét về bài của bạn. Vũ ơi, Vũ nhận xét bài của bạn thế nào con? Sư gì cơ con thấy chữ sư này không hợp lý chút nào. Đâu chỗ Đang lấy sư phải nào? từ giàu mà đúng. Giàu mà đúng. Dẩu á? Vâng, giàu mà đúng. Chỗ nào con? Đọc lại cho cô chỗ nào? À, 我姐姐的卧室外面是一个阳台, được mà con? Dẩu cũng được mà sư cũng được nhá. Trong hợp là dẩu thì thường là có sẽ rất là nhiều những thứ khác. Ngoài阳台ra còn những đồ khác, nhưng mà ở đây là duy nhất luôn. Cho nên là gì? Bạn ý để là sư thì cũng là đúng nha. Chỗ này bạn Rất ý có gạch lý. rồi. Với cả một số chữ su phụ này thì con hay bị thiếu cái phẩy này Giang này. Vừa nãy cô vừa làm cô vừa sửa đấy nha. Giang để ý không? Chỗ nào cô gạch Có. đi thì phải để ý này. Ví dụ chữ pan này rồi phẩy này này. Nha. Còn ai phát hiện ra không? Còn lỗi nào ở bài của bạn không? Hòa mấy hàng. Sẽ cần Cô lấy gì đúng không ạ? Cô kéo lên từ trong nào. Nhìn kỹ rồi mà chả thấy lỗi nào cô ạ. Thế à? đúng rồi. Bài Giang này viết rất là tốt. Đúng là một không khí mùa thu cho nên Giang viết được nhiều chữ thế nhở. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chúng mình xem một vài bài văn của lớp mình nhá. Ê, cố lắm. Đây là bài của Bảo Ngân mới gửi à? Bài này Hòa đọc cho cô nào xong Cô chưa share. cô chia sẻ nào Hòa đọc cho xong rồi sửa bài cho bạn nào Hòa. Tôi xin thở xéo chỗ mình. Hòa đâu rồi? Gọi cha. Ta phụ tổng Không quên bật mic ạ. Gọi cha. Du trai thắng Ý thiên. ba bố sư sư tu xin tờ xéo chỗ mình. Cái gì? Ủa chết nè. Của cha chú trai Cho đi uống nước đi á. mới. Của cha tập phóng sự Cho đi uống đúng nước đi. rồi con đi đi.
xa dầu làng sống. Thiếu chữ y là vui. Đúng rồi, Lấu. thiếu. Lấu son dầu làng làng chan của sư khó làng cơ quay sân chan của khó mà chạy y cơ phóng chiên của tạo ba bà chạy y cơ phóng chiên của mang tạo quay sư dầu y chang sang rừng choáng lạng cơ su Y quay quay. y quay lạng bạ lạng bạ Ý chữ. lạng bạ ý sự gửi y cơ cùng theo Khung thiếu. cùng theo Khung thiếu. cùng theo của ba bà tợ dậu tan rừng choáng y dậu Y quay. quay y quay chữ Y chữ. y chữ khớ cung theo lấu xa dấu ý cơ ta cơ thi ý cơ chan chinh trai chú phóng khởi ý cơ vị sư phóng sự ngoài miền sư hoa yến trai cung biên Của sư biên trai của biên sư chu chưa khu chưa thưa khu chưa khu chỗ này không cần trai nữa. ai vậy? Phán sư ngoài miền sư hoa yến, hiểu chùa biên sư thưa khu. Chỗ này có một lỗi chính tả lớp mình không phát hiện ra, chữ bìa su này này, có ai phát hiện ra cái lỗi này không? Lỗi này Có, bạn biết bộ đao có đấy không phải bộ đao nha, đó là bộ gì ấy nhỉ? bộ Mồ. Mâu. Chữ mâu là chữ mâu, Mâu như này chứ đúng không, là mà chữ mâu thuộc bộ, thuộc bộ bộ mâu. bộ quyết. Đây đúng không, đó Ngân để ý nhá. Đây này, bộ À. mâu là như này này, mấy cả Giang viết bộ mâu cũng hay bị sai ấy, từ thiếu cái nét. Rồi đúng rồi, Nhưng mà không đủ 120 từ nữa không ạ? không đủ 120 từ à, viết vẫn hơi gọi là sơ sài. Sao mà em đếm đủ 120 từ? Thế hả, ở đây Được con mới nói là phòng ủa mang tổ quân sư à, nhưng mà cũng đủ rồi đúng không. À lối sang, tại vì con thiếu lối xa thì có cái gì mới lối sang, hiểu cái gì ấy. À, ngồi đếm à? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 nhân với bao nhiêu? 2, 4, 6, 8. 16 nhân 8 là ra. Cô hay làm như thế, chứ không cần đếm cụ thể đâu. Hòa đang ngồi đếm à? 16 nhân 8 là đủ 120 từ rồi. Rồi ok. Xem Ngân. Thôi phần này trả trách của Ngân nữa. À, xem bài của Hòa mấy cả của Hà Linh nhá. Ngồi Vũ thì hàng trước chưa cô hả, thì hàng trích bài chắc là chị Hằng trích bài cho Hòa rồi Hòa ạ. vâng. Đâu bài của Hòa đâu, đây rồi, cô trích bài viết của các bạn nhé. Còn phần vừa rồi thì lớp mình chữa thì các bạn tự chép. Nào bây giờ con trích bài cho em đi con. Chết, Không có nhìn thấy chưa gì đâu share, ạ. con chưa share. Thích bài của chị Hằng nữa không?
Thì cô bảo cô sẽ chữa bài viết mà nhá. Nào, bắt đầu. Của cha tự phán chữ chư bế sư. Của cha giáo san Đọc chấn đến đấy. ý su sải. Ừ. Wow. Cái cha giáo san chấn y chấn giáo cơ chim chan chim vơi sân thiên hứa chú phóng cơ thiên lý niên giáo xa pha tiên sư quay chá chi chú phán lý niên giáo tiên lú Chưa chảo xem tiên thế xem thôi ý ý sĩ chi xỉ sĩ y chi. chi sĩ chi o chấn dậu của sư hứa duy sư san chấn dậu lẻ chiên của sư hứa lẻ chiên duy sư san chấn浴室，duy sư sai cô浴室，怎么san解？san chấn san chiên của sư đâu dậu chạy choán chủ床、chủ chùa chữ桌子。hứa hứa su chùa của cha tại cơ thiên ta chan chin dậu à chan chin xẻo chú phán dễ xẻo Ừ. Con nhớ chữ chua này viết như này nhé con. Còn nó không kéo như này đâu à. vâng ạ. À. Đây để cô di chuyển. Cô đang không biết di chuyển như nào đây. Hay là phải sang xuống dòng à? Xuống dòng là được đúng không? Không biết kiểu gì nhỉ? Cho cô chỉnh lại nha. Chị bảo ngân 125 từ. Đấy, cô bảo cô đếm cái là ra cần gì vậy? Làm thế nào nhỉ? Như này là ô sư bố ta dễ bu xẻo, quay sơn che hấn Quay xẻo. sư phụ ta dễ bu xẻo, quay sân chiên dễ phấn xẻo. Duy sư phụ ta dễ bu xẻo, quay xe mấy dậu. Chu chưa hoa dễ phở, dấu dụng. Nhớ dùng chứ. Chứ. Chỗ Dụng này. chứ. Ừ. Rồi. Bài này cũng kiểu kiểu xem giống như Bảo Ngân ấy, viết cũng là liệt kê à, vẫn nhưng mà chưa chưa ai viết được như là chị Hương Giang viết. Chị Hương Giang viết cụ thể hơn với cả có cảm xúc ấy nhỉ, kiểu có cảm xúc là khi mà ở trong ngôi nhà của mình thì tôi cảm thấy rất là thoải mái, chữ su phụ mình học rồi mà. À, về những bài như này thì cô nghĩ cô chỉ chấm được khoảng 7 điểm ấy, 7 điểm thôi nha. Vẫn chưa chưa tức là chỉ với là liệt kê và đủ ý, nó còn chưa có cảm xúc gì ấy. Là viết như này thì cũng là khá, với là các bạn viết cũng không bị sai lỗi chính tả mà nhớ được từ như này thì cô cũng thấy là nói thật là à, cô mà đăng lên Facebook các mẹ à, trời ơi sao bọn nó viết nhiều từ giỏi thế. nhưng mà với tiêu chuẩn của lớp mình thì vẫn cần phải có những cảm xúc vào nha. Ồ, nếu mà Hòa thì Hòa sẽ nói như thế nào? Thêm cảm xúc thì như nào? Múa khẩn quan quay Coi cô, hôm nay học đến mấy giờ cô? 9 giờ. của cha của tập phóng sự của cha tập phóng sự Ở khấn chỉ khoan trai của tự của cha tự phán dự đúng không? Đó. Là cô cũng vẫn thích là có nhiều cảm xúc nhưng mà thôi. Được rồi. Để mình xem tìm xem còn bài của ai nữa. Hương Giang rồi, Hằng nữa đúng không? Xem bài của Hằng nhá. Hằng thì để cho Hương Giang chữa cho bài của Hằng nhá. thì Hà Linh Đến Hà Linh chữa à? Rồi. Thôi để nghe. Cô không nhớ là đến ai nữa. Đâu xem nào. Hương Giang đã chữa bằng của bài của ai đâu? vâng đúng Nhờ rồi ạ. Giang chưa được chữa bài của ai cả, để Giang chữa đi. Này. Nào. Con bắt đầu đi. Ờ, tôi ở trong biệt thự. Tôi có 3 tầng. 1 tầng là phòng khách,
在这个房内了，和浴室，二层和三层都是卧室和浴室，客厅有沙发，和电视柜，厨房有电炉，冰箱、洗衣机，烤箱。空调和炸鸡，我爸妈的卧室。我爸妈的卧室有双人床、空调、电脑、桌子、椅子、书架。我房间有单人床、空调。桌子、椅子、书架。我家房间很大，很大的，也很舒服。我常常做作业、看书。我弟弟的房间比我的小。我家外面有花园和车库，花园，条起摩腿呀。花园漂亮和大，花园在我家上面的，车库在我家下面的。我爷爷，我本来，Cái này là ở đâu? thì mới sao cơ？Bài này con Là thấy từ con em viết thế nào? à, con thấy là em viết thì cũng đủ chữ rồi, với cả nhiều chỗ là em kiểu viết thiếu dấu ấy cô, rồi chấm dấu phẩy, với cả ngắt nhịp thì hơi hơi sai. Với cả nếu mà những bài này ấy, con có thể thêm số lượng từ với cả số từ, ví dụ như là y trang双人沙发, ý cửa tiên sư quầy, đúng không, thì áp dụng được hết những gì mình học. Nhưng bài này cô thấy dạo này thứ nhất là chữ của Hằng nó cũng đỡ bị nghiêng ý, nó đỡ bị nghiêng ngả, nhìn cảm giác trông đẹp hơn ý. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là viết như này cũng cũng khá là ổn, cũng kiểu làm sao. Cái này làm sao, đúng rồi mà. Chưa khu, đúng rồi mà. Nhưng mấy cả Nhưng thứ mà hai là cũng có nhiều tính từ ở đây ấy. Ví dụ là chữ su phụ này, tức là khi mà cô đánh giá thì ngoài liệt kê ra mà có thêm những cái su phụ này, rồi tạ, pheo lại có nhiều tính từ hơn trong bài này, thì cô lại đánh giá cao hơn một chút nhé. Đó. Rồi ok, cô đánh giá bài của Hằng cao hơn một chút. Nào, nhưng mà các bạn cũng biết là rất là tốt rồi. Nào, chúng mình thêm của Hà Linh nhé. Chúng mình lướt qua Hà Linh cái nào. Hà Linh đâu? Hà Linh thì cô sợ là sai lỗi như chính tả. Ơi. cái chữ chưa của chị hạ, cái chữ chưa, cái gạch bên dưới nó phải dài hơn gạch bên trên chứ cô. Đúng rồi, viết như thế là cô biết rồi. Rồi bây giờ đến ai ai chữa bài cho Hà Linh đây? Bảo Ngân chữa không? Bảo Ngân đọc nhanh cho cô nhé. Ôi, Còn còn có mình con. mọi người ao hết rồi à? Không cô ơi, nghĩa là mình con chưa chữa bài của ai cả ấy. Đâu, con được đọc bài rồi còn gì. Con được đọc bài rồi nhưng mà kiểu bài viết Ôi cha phía ấy. su. Thôi Thế cô để bài sau, để buổi sau. Nhưng mà hết giờ mất rồi. Thôi để cô chữa bài này cô gửi cho nhá. Cô lướt nhanh cho nào. như biết gì 152 từ. Nhưng mà sai lỗi chính là Bài này của con cũng khá là tròn đầy, có những cái mở bài với kết luận. Lỗi chính tả chưa thấy. nếu mà có, tại vì lúc con vừa mới học về, con vừa mới học xong ca trước xong ý, lúc đấy con quên chưa viết bài viết. Nếu mà có nhiều thời gian hơn thì chắc chắn con sẽ thêm cái phần cảm xúc vào trong đấy, kiểu Đúng ở rồi. nhà thì mình cảm thấy ổn, mình cảm thấy kiểu su phụ với cả an toàn ý. Đúng rồi. Đó, rút kinh nghiệm cho bài sau nhá. Đáng buổi sau cô sẽ ôn một ít HSK nhé.
Các bạn hôm trước cô giao là từ 1 đến 50, thế bây giờ sẽ là 50 đến 150 từ nhá. Ôn tiếp các từ ở trong HSK đi để chúng mình chốt được HSK2 nhá, được không? Rồi, các bạn nghỉ nhá. Cô chào tất cả các con. Lão sư gia chiên. Hảo, Lão sư xây gia chiên à? chiên. Hảo, xây Lão chiên sư gia à? chiên. Bye 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 cô. Lão sư gia bye. chiên. Ok. Các bạn lớp mình vẫn chưa vào nhỉ? Lão sư gia chiên. Cô chào Minh Vũ nhá.